Bất động sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại đường số 41 thuộc xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Thì hôm nay em có sản phẩm là đối diện căn nhà này. Đối diện căn nhà này là một lô đất bên này nha. Lô đất bên này. Thì trước khi vào sản phẩm của mình thì em xin nói cái vị trí của mình thì gần tất cả các tiện ích luôn nha, gần trường học, chợ quỹ ban, học sinh đang đi học này. Ở đây là khu dân cư Bung Đúc nha. Đường nhựa bằng cờ thông thường hết cho quý anh chị. Tọa lạc tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Cách đường hướng này là đi ra đường số 6 nè, đi ra quốc lộ 56 thì rơi tầm 1 km cho quý anh chị. Còn ra đường số 6 thì khoảng tầm vài trăm mét thôi. Ở đây thì khu dân cư đông đúc nha. Đây. Nhà san sát hết nha. Đây nhà dân nè. Đây là đối diện căn nhà của mình. Thì sản phẩm em muốn gửi đến quý anh chị là một lô đất đây. Lô đất đây nha quý anh chị. Đã chủ đã đo ranh cắm mốc rồi nha, nhưng mà tại vì đất mình là đất đỏ bơ ba gian cực kỳ tươi tốt luôn, nhưng mà chủ ở đây là dân ở đây nó sinh trồng cỏ quý anh chị nên là nó hơi phủ lên cao nha. Đất mình tới cái mí tôn lại với kia luôn. Thì diện tích của mình là ngang 10m, sâu vào là 48m, chủ đã lên 100m thổ cư rồi. Thì cái lô đất này mùa đất sốt chủ bảo là 3,5 tỷ nha quý anh chị, nhưng mà hôm nay chủ hạ kịch sàn cho quý nhà đầu tư nào mà quan tâm. Giá chỉ 2 tỷ 450 triệu thôi. Hạ kịch sàn nha quý anh chị. Đối diện căn nhà mới cứng này. Rồi bây giờ em sẽ quay ra đường chợ trường học cho quý anh chị xem. Tại vì em quay ngay lúc này là trời vừa mưa xong nha, nên hơi vắng xíu nha quý anh chị, hơi vắng xíu. Thì em xin nói là cái lô đất này là diện tích là ngang 10m, sâu vô là 48m, chủ đã lên 100m thổ cư rồi nha. Đây, bây giờ em sẽ quay ra đường số 6. Đây, khu dân cư này. Đây là khu dân cư của mình nè. Đường đây là đường bàn cờ thông thường hết nha. Đường bàn cờ thông tứ hướng hết cho quý anh chị. Thì cái lô này chủ có nói với em là giá lúc trước là trên 3 tỷ nha quý anh chị. Mà hôm nay là chủ hạ kịch sàn còn chỉ 2 tỷ 450 triệu thôi. Thì bây giờ em sẽ tua nhanh ra trường học, chợ quỹ ban cho quý anh chị xem nha. Đường của mình là khu dân cư đông đúc, đường bàn cờ thông thường hết nha quý anh chị. Thấy không? Cứ một đoạn là có một cái ngã tư nè. Ngã tư đường số 6 và đường số 8. Tại vì mình đường số 41 nha quý anh chị. 41, 43, 47. Tại vì đường đây là đường bàn cờ nha, thì nó xen kẽ nhau chẳng lẽ nha quý anh chị. Nói chung là mình kinh doanh buôn bán thoải mái được luôn nha. Quý anh chị mà thích khu này thì liên hệ liền cho em. Thì em xin nói là cái tọa lạc thuộc xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và đây là cái sổ của mình nha quý anh chị. Bây giờ em sẽ zoom rộng ra cho quý anh chị dễ nhìn nha. Đây. Thì nhiều lúc em quay á nó hơi mờ tí nha. Thì bây giờ quý anh chị mà quan tâm sản phẩm này thì cứ inbox cho em Zalo nha. Em sẽ gửi thông tin đầy đủ sổ cho quý anh chị xem rõ hơn. Thì thửa đất số của mình là 188 này, tờ bản đồ 78. Địa chỉ là xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 479,7 m2. Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 100 thổ cư, còn lại cây lâu năm nha quý anh chị. Thời hạn sử dụng là đất ở lâu dài nha. Đây. Đường nhựa đường số 45 nha quý anh chị. Hôm hồi nãy em có nói là đường số 41, em xin lỗi nha. Đường số 45 em nhầm số nha quý anh chị.
đất của mình là quay về hướng bắc nha quý anh chị. Thì hôm bữa em có quay cái một cái lô đất cũng giống như vậy luôn, nhưng mà chủ gửi là tới 280 triệu một mét ngang lại nha quý anh chị, nhưng mà chưa có thổ cư. Nhưng mà hôm nay là có sản phẩm ngọt, đã có thổ cư rồi nha quý anh chị. Đây bây giờ em sẽ soi quy hoạch cho quý anh chị dễ nhìn nha. Đây, và đây là cái quy hoạch của mình nha quý anh chị. Mặt tiền mình đường nhựa nè. Đó, ngang là 10m, sâu vô là một cạnh là 47m9, là coi như 48 rồi nha quý anh chị. Một cạnh là 47m5. Phía sau là nở hậu 10m4 nha. Siêu phẩm cực kỳ đẹp. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ hết nha quý anh chị. Đó, đây là cái tổng diện tích của mình là 479,7m2 nha. Đây nè. Đất ở nông thôn là 472,8 nè. Đất giao thông chỉ có 69 thôi. 69 có nghĩa là từ cái mặt đường này đi vào mình tầm 50 phân thôi nha quý anh chị, chưa tới 1 mét nha, tầm 50 phân thôi. 50 phân thôi nha quý anh chị. Quý anh chị thấy ok chưa? Bây giờ em sẽ cho quý anh chị xem là khu dân cư của mình như thế nào nha, cực kỳ đông đúc luôn. Phủ hồng toàn bộ hết nha quý anh chị. Đây. Đó quý anh chị thấy không? Đường bàn cờ nha. Đường ở đây là đường bàn cờ thông thường hết nha quý anh chị. Không thiếu một cái tiện ích gì luôn. Quý anh chị thấy không? Khu dân cư sang sát luôn nè. Rồi, quý anh chị mà quan tâm thì liên hệ liền cho em nha. Đây nè, trường học, cơ quan rồi các thứ, mấy cái đỏ đỏ này, mấy cái đỏ này quý anh chị, đây. Mấy cái này nè. Đây là cơ quan này, trường học đây nè cho quý anh chị. Mấy cái đỏ chỗ này là mấy cái trường học, cơ quan rồi các thứ nha quý anh chị. Mình ở đây. Mình vị trí mình đây. Ngay trung tâm luôn nha quý anh chị. Đất mình phủ hồng toàn bộ hết nha quý anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like và đăng ký kênh nha.